Có rất nhiều người dân đến trụ sở Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Cần Thơ để làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, gia hạn thị thực. Bên cạnh việc giải quyết tốt khối lượng công việc khá lớn như trên, trong khi biên chế đơn vị còn thiếu, đội ngũ cán bộ quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa để giáo dục truyền thống và ý thức trách nhiệm của người cán bộ chiến sĩ công an đối với cộng đồng. Những hoạt động này nhằm đẩy mạnh việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ của đơn vị. Cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Mà cái cuộc vận động lớn này thì nó rất là thực hiện sâu đối với lực lượng xuất nhập cảnh. Vì nhân dân phục vụ mà đây là một cái đơn vị thực hiện cho công dân. Trong đó cũng có công tác nghiệp vụ, cho nên đối với công dân là một cái biện pháp rất là lớn. Cho nên đừng